Em xin chào các bác. Hôm nay em vẫn bán những đơn hàng từ 200.000 là bao ship. Hôm nay em có một số loại kiếm đã có thể tách và bán được. Đây là kiếm trắng Điện Biên. Đây là kiếm trắng Điện Biên. Những cái cây này là hồi đấy em lấy là cái thân già nhất, là sau khi em bán ra thì này em lấy thân già nhất về trồng. Sau khi thân già nhất về trồng thì sau vòng 1 năm rưỡi nó được ra như thế này. Em vừa mới bón cái phân trắng Nhật cho nó xong. Phân trắng Nhật em bón cái loại đây này. Cái loại đó là 640, 615 mà em hay bán cho các bác đấy. Nó có hai loại, một loại là ở trong bao thì em đóng túi thì nó rẻ hơn, còn loại này thì họ loại này thì họ dùng túi thì họ loại họ đóng túi riêng cho mọi người thì nó đắt hơn, họ đắt là cái túi, còn phân thì vẫn như vậy. Thành phần nó vẫn như vậy đây này. Thúc đẩy nuôi bộ rễ khỏe, tăng khả năng ra hoa đậu quả. Cây này có cái hàm lượng lân kali rất là cao. Lượng đạm của nó là thấp nhất này. Lân này, lân rất là cao và kali và mangan các loại. Riêng cái loại phân này thì em tin dùng nhất vì nó ổn định cây. Và khi em bón phân này thì mùa hè, mùa mưa ấy thì nó sẽ rất là khó có thể bị thối nhũn, bởi vì cái hàm lượng đạm nó ít, cho nên là cây nó phát triển nó ở trạng thái chậm lại, chứ nó không cần phải lớn nhanh. Chậm nhưng mà chắc. Đấy là cái tiêu chí của cái phân này mang lại. Bộ lá rất là cứng cáp nhờ những cái phân bón như này. Đây là cái kiếm Điện Biên này thì em bán với giá là 100.000 một thân. Nhưng mà cái thân này chắc phải tính cả ship nữa là 120 các bạn. Em bán 120 bao ship. 120 bao ship. Bón cái phân trắng Nhật này rất là hay ra hoa. Đây cụ thể là cây nhà em này. Bón cái này là toàn thấy ra hoa. Đây là cây Hồng Ngọc Bắc Cạn của em. Thân và lá rất là to, lại chuẩn bị ra hoa. Bây giờ thì hoa lan nó cũng không phải là đắt, cho nên là em cứ để cho nó đến mùa hoa thì cho nó lở tự nhiên. Và em chịu khó bón phân này để cho hoa lở nhiều. Chứ những cái dòng phân nhiều đạm thì cây nó sẽ phát triển về cây, chứ nó không phát triển về hoa. Đấy, còn cây này là cây vị hoàng sần. Đấy, có hai thân em bán 100.000 đấy, bao ship. Còn vị hoàng sần hai thân này đẹp thì là 150 bao ship. Đấy, vị hoàng sần. Còn bên này em có cây cái này là em bán cái cây. Đây là cây vàng quang hanh này. Đây là cái vàng quang hanh Quảng Linh. Vàng quang hanh Quảng Linh thì em có hai cặp. Một cặp bên này là hai thân và một cặp bên này là ba thân. Em bán cặp ba thân này 200. Đấy. Ba thân là 200. Em bán một cặp thôi, em để một cặp em nuôi. Đấy, cây này là cây cây trắng tuyết ngọc. Cây này là đợt trước em lấy cái củ nó bị gãy các bạn. Em trồng 4 năm sau mới lên được. Còn đây là cây anh tím Thái Nguyên. Đấy, anh tím Thái Nguyên em có một thân rất là to này các bác này. Đấy, bác nào lấy cái thân này em tách em bán 150. Anh tím Thái Nguyên có một thân. Đây là vị hoàng. Vị hoàng này thì nó gọi là vị hoàng sần nhẹ. Đấy, bác nào lấy cả chậu thì em bán 200. Cả chậu vị hoàng sần nhẹ này 200. Phú Thọ thì em vẫn nuôi. Đây là đây là Phú Thọ các bạn. Đấy, em vẫn chăm từ những cái kỳ bé bé tí xíu đây. Em vừa trồng được 1 chậu, 2 chậu, 3 chậu, 4 chậu, gần chục chậu bón phân. Sau khi ra rễ thì em bón phân. Giá thể em vẫn sử dụng vỏ thông Ochita. Cho dù sau này em bán được giá bao nhiêu em cũng không còn quan trọng nữa. Em vẫn cứ sử dụng Ochita. Đối với em là như vậy. Em sử dụng Ochita và thêm ít bột dừa. Bột dừa để làm gì? Bột dừa để em tạo ra những cái rêu này. Đây. Đấy, bột dừa có bột dừa nó tạo ra những cái rêu này. Đấy, các bác thả một lớp bột dừa mỏng mỏng vào thì nó giá thể trong này ẩm. Tính em nó lười tưới nước ấy. Nó sẽ tạo ra rêu. Mùa hoa phi điệp thì cũng bắt đầu đến rồi. Em cũng bắt đầu có những cái dòng hoa lở. Đây là cây bông ba hoa này. Bắt đầu lở thì em bán. Đây là cây cây này thì em nghi là cây hồi kia ông anh cũng tặng em, ông bảo là đây là cây lăm cánh trắng mũi hồng. Thì đang nụ rồi, nhưng mà em cũng không biết có phải không, thì cứ đợi lở hoa ra rồi xem. Ông ấy tặng lăm cánh trắng mũi hồng. Đợi mấy bữa nở hoa ra xem, tại vì trồng lâu lắm rồi đây các bác này. Có nhìn em trồng này. Từ 1 2 cái kia nhỏ nhỏ từ hạt này. Đấy, xong lên thứ 3, thứ 4, tổng cộng là năm thứ 4 rồi các bác. Năm thứ 4 mới được như này. Đấy. Còn kia phi điệp bình thường thì em vẫn bán là 3.000 một kia thôi. 3.000 một kia về các bác về buộc lên trên cây.
rồi khi sau khi buộc lên cây rồi là mình cứ để ở tự cây để cho nó phát triển tự nhiên và mình chẳng bao giờ cần phải chăm sóc nữa. Đây có một chậu HO nhưng mà chậu này em không bán đâu vì em có mỗi một chậu này thôi. Chậu này em trồng để nhân giống thôi. Theo cái cảm quan của em thì em sẽ tính là cái em sẽ trồng hết những cái phi điệp đột biến từ bạch tuyết á hậu các thứ vào cái vườn này. Sau này giá cả thế nào em cũng không quan trọng nữa. Vì ngay cả bản thân em bây giờ trong vườn còn toàn phi điệp thường. Đây. Em cứ trồng hết cả các loại kiếm đắt tiền em trồng hết vào đây, cứ gom được tiền em trồng. Như vậy nó thành một khu vườn và lâu lâu mình sẽ bán 1-2 ki. Ít ra cũng có cơm ăn các bạn. Ở chi phí của em nó bằng không nhiều. Các cái giá thể vật tư của em vẫn còn nguyên. Chậu của em kìa. Thời điểm ngày xưa em lấy rất nhiều chậu về, lấy nguyên một ô tô chậu về để trồng cây mà. Chậu em còn nhiều, bây giờ mà không trồng vào thì cũng phí. Cái khi mà cái diện tích là làm vườn lan mà thay đổi mục đích sử dụng cũng rất là tốn kém. Nên là em thôi, em cứ giữ lại đến giây phút cuối cùng. Còn về mạc xuân thì em vẫn số lượng hôm qua em vừa về rất là nhiều. Mạc xuân này thì em vẫn bán là 70.000 một cân. Nhưng mà toàn cây to thôi. Cây nhỏ không có rồi. Cây nhỏ của em toàn cây bị ốm nọn này. Đây. Em bán 70.000 một cân. Cây to. Đấy, 70.000 cân. Đấy, chỉ có hàng cân, 70.000 cân cây to này. Đấy. Còn các bác khi làm lấy sổ số thì em lại không ấy đâu. Sổ số thì các bác lấy một cây nhỏ ấy thì em bán đa phần theo lô nhiều. Vì lô của em là cứ 20, 30 cân, 50 cân. Nhiều lắm. Đấy kia chậu của em vẫn còn nguyên một lúi rồi. Đấy địa lan. Đấy phi điệp em vẫn phát triển rất là tốt. Những cái chậu hoa lan em vẫn dùng Ochita và phân trắng nhật. Như là những hai loại gọi là tạm dùng được. À đây có bảng châm trắng này. Bác nào lấy bảng châm trắng này em lấy 150 này. Bảng châm trắng này hồi em buôn hàng Đài Loan này. Chậu này em mua hồi đấy 700, cái này cây trầm Thái. Bởi vì trầm Thái họ mới ghép bằng gỗ. Còn trầm Đài Loan thì họ bằng rêu sâu. Cái bảng trầm Thái này thôi em bán 150. Trước thì nó cũng toàn là tổng khoảng 350-400. Để em xem có vườn em còn có cái gì hay hay không. Đây là chậu long cánh trắng Lâm Đồng. Cũng đang chuẩn bị có lụ này. Long cánh trắng Lâm Đồng thì đang có lụ. Thì đây có một đoạn có một đốt ki dài này. Thì các bác nào lấy thì em cắt đoạn nguyên đoạn dài này về các bác ươm này. Thì các em lấy 50.000 thôi. Đây 50.000 và em cắt cả nguyên cái hai cành này cho các bác. Em lấy mỗi tay hoa với cái này thôi. Đấy 50.000 đây. Một cành này mới tặng thêm cái ki này nữa này. Là 50.000 năm cánh trắng Lâm Đồng. Đấy có đúng một cây này. Nên cái lông cánh trắng Lâm Đồng. Còn phi điệp lụ thì em đang có. Nhưng mà đợt này thì nhà em bây giờ đợt này chuyển lên mặt đường. Cho nên là cứ chậu nào đang có hoa là mang ra đường là bán họ mua hết các bạn. Nếu mà bác nào mà có hoa lan mà đang ra hoa, đang nụ ấy, thì bảo em có khi em bốc về em mang hết là ra đường thì em bán ấy. Em sẽ giúp các bác bán hàng. Dọn vườn cũng có được. Giá cả thì bình thường thôi, nó không rẻ, không cao đâu. Các bác nhìn em bán giá thì biết nó cũng không cao. Chậu trầm này chắc mai em cũng sẽ mang ra đường bán. Chậu long nhãn này cũng mang ra đường bán. Hoa lan, mình hãy cứ trồng thật nhiều đi. Coi nó như là một loại rau đi. Loại rau xanh đi, đến mùa là mình hái thu hoạch cho các thương lái thôi. Giá cả là có thể do thương lái áp đặt cũng được. Nhưng vẫn mình vẫn đủ sống, đủ ăn là được. Đối với hôm nọ em gặp một cụ già 70 tuổi. Vừa mới khởi nghiệp vào hoa lan, xong rồi rất là thành công. Sau đó lại mất hết sạch nhưng mà cuối cùng cụ vẫn có lãi. Bởi vì kinh nghiệm đầu tư các cụ già 70 tuổi là cụ bảo là cụ làm thì cũng mới khỏe được. Làm thì mới khỏe được, mới có tinh thần mới để thì tinh thần nó mới thoải mái và càng ngày càng thấy cụ khỏe ra. Cho dù những lúc mất hàng tự nhiên 70-80 tuổi mà mất 500 đến mất 1 tỷ đồng nó vẫn cười khanh khạch thì cuộc sống như vậy nó mới thú vị. Tôi xin chào các bác. Em hôm nay bán kiếm và địa lan mạc xuân. Thì việc gì không có. Đơn cả các bác.